Thị trường đang đóng băng có phải là thời cơ để bạn mua bất động sản hay không? Thời điểm sốt thì nhà nhà đổ xô đi mua bất động sản. Nhưng chắc chắn bạn phải trả một cái giá rất là đắt, bởi vì lúc đó toàn là giá bong bóng. Với thị trường hiện nay ảm đạm thì nhiều người lại đang sợ và không dám mua bất động sản. Nhưng với một nhà đầu tư chuyên nghiệp, và nếu như bạn đang có tiền mặt, thì đây là cơ hội tốt nhất để bạn có thể sở hữu bất động sản ngay và luôn. Vậy thì đâu là những sản phẩm bạn có thể đầu tư được trong giai đoạn này? Điều đầu tiên đó là bạn phải xem coi túi tiền của bạn có bao nhiêu tiền. Túi tiền của bạn chỉ tầm khoảng 500 đến 1 tỷ thì chắc chắn bạn phải mua những bất động sản vùng ven. Và bất động sản vùng ven thì làm sao để bạn có thể an toàn được? Điều đầu tiên Tara đưa cho bạn đó là hãy nên ưu tiên những lô đất nào đã có sổ đỏ như thế này, được chưa ạ? Thứ hai đó là những bất động sản phải có đường trên sổ và phải có thổ cư để bạn đảm bảo an toàn. Điều đó cho thấy rằng là cái khu vực mà bạn mua nó là khu vực quy hoạch về đất ở. Và khu quy hoạch về đất ở thì trước sau gì cũng sẽ có người về ở. Điều này rất dễ hiểu để giúp cho bất động sản của bạn sẽ tăng được giá trong tương lai. Vậy thì nếu như bạn có số tiền nhiều hơn, từ 1 tỷ cho đến 3 tỷ thì bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Bạn sẽ lựa chọn đừng nên mua tại một vùng, có thể bạn mua 2-3 vùng nào đó với cái số tiền và với sản phẩm mà bạn thích. Vậy thì nếu như mà bạn đang có số tiền từ 3 tỷ đến 5 tỷ hay 10 tỷ thì lại là càng cơ hội cho bạn để có thể tăng tốc và bạn có thể mua được những bất động sản ngay giai đoạn này. Ví dụ như với một cái lô đất mà tại Bình Phước, ngay gần liền kề thị trấn Đồng Xoài, giá của lô đất này nếu như đúng lúc sốt thì đâu đó phải tầm khoảng 1 tỷ 2 một lô. Nhưng hiện tại bây giờ vì thị trường đóng băng cho nên đó là nhà đầu tư, chủ đầu tư họ bị kẹt vốn, sẵn sàng bán giá vốn cho bạn chỉ tầm khoảng 500 đến 600 triệu tùy theo vị trí. Vậy thì theo bạn, với việc mà bạn mua bất động sản giá 5 đến 600 triệu mà khu dân cư hiện hữu có thể xây nhà ngay liền kề các khu công nghiệp, thì trong thời gian 3 năm hoặc 5 năm bất động sản này có thể tăng lên 1 tỷ hoặc 1 tỷ rưỡi hay không? Nếu như bạn thấy là có thể tăng lên thì đừng ngại ngần gì, hãy comment xuống dưới quan tâm. Và Tara đang sẵn rất là nhiều bất động sản ngợp của các nhà đầu tư gửi và chắc chắn cam kết với bạn đó là sẽ có những cái mức giá tốt, và chắc chắn với các bạn đó là những bất động sản mà Tara đã đưa lên đều có thẩm định về giá, đều có thẩm định về pháp lý. Còn chần chờ gì nữa, hãy comment, hãy follow Tara để có thêm nhiều thông tin liên quan đến bất động sản, đặc biệt đó là bạn có cơ hội mua bất động sản ngợp ngay giai đoạn này.